Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Tây Bắc TV1. Bây giờ là buổi trưa rồi, nó rơi vào tầm 11 giờ trưa rồi các bạn. Người ta cũng bắt đầu đóng trâu lên xe và ra về. Thì ở video này, nội dung video này thì mình không về báo về giá trâu nữa, cũng không hỏi trâu nữa, mà chủ yếu đi quay chia sẻ cho mọi người những hình ảnh ở trên chợ phiên. Đấy, còn video mấy video trước thì mình cũng quay rất là nhiều, và kể cả live trực tiếp mình cũng đi hỏi cho bạn xem rất là nhiều rồi. Chúng ta có thể đưa ra cái kết luận của tuần này thì nhất tuần này so với tuần trước ấy, thì là tuần này ít trâu hơn một tí. Nói chung là cũng 1 1 8 1 10, không đến nỗi là ít lắm. Hai, về giá cả thì nó cũng thế thôi các bạn. Nó cũng không có gì biến đổi gì nhiều. Và thứ ba là về về những con trâu to thì hôm nay thì có một số con trâu to ở phiên trước nữa thì người ta mang không đi bán được. Hôm nay người ta lại mang đi. Và trên live thì mình cũng có quay rồi. Đấy, những con trâu đấy thì nó chỉ rơi vào tầm 60 triệu thôi. Đấy là báo giá, còn để bán được thì nó chỉ rơi là trên dưới đầu năm một tí thôi, nhưng mà người ta vẫn chưa mua. Nên mình cũng không quay cái cảnh hai con trâu to đấy nữa. Nói chung là các bạn xem video lẻ video úp ấy, thì các bạn cũng biết hết rồi, nên là video này mình không hỏi giá nữa nhé. Mình chỉ đi quay những hình ảnh đẹp ở trên chợ phiên để gửi tới quý vị và các bạn. Đấy. Đấy, ví dụ như xe này người ta cũng đóng 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 trâu lên xe này các bạn này. Đấy, người ta đang chuẩn bị đóng trâu lên xe, và như trên những cái xe này là người ta đổ đổ cái cám cưa ấy, cái mùn cưa để cho trâu dẫm lên để chống trơn trượt về vào mùa mưa rét và mùa mưa này các bạn. Ví dụ như hiện tại bây giờ là đang mưa này. Đang mưa nên một số người đang cầm ô, rồi một số thì người thì không có mũ. Đây, nói chung là mưa nó cũng không đến nỗi to lắm các bạn. Ở đây là người ta còn đấy, Từ Yên đang nói là hết pin các bạn. Xe này người ta đang đóng này. Xe này chắc là chở 2, 3, 3, 6, 9, chắc là tầm 10, 11 con các bạn. Nói chung là tùy thuộc vào con to con nhỏ cơ. Nhưng mà ví dụ tầm to to kia là mình nghĩ là nó phải rơi vào tầm 8-9 con. Đây. Cái xe kia là người ta đã đóng xong rồi đấy. Bây giờ là người ta chỉ chở về thôi. Rất là mưa các bạn. Bây giờ đang ảnh hưởng của bão nên thời tiết rất là dễ mưa. Hôm qua cũng mưa, hôm nay cũng mưa các bạn. Không biết là mai phiên chủ nhật ngày 20, hôm nay 19 các bạn, 19 tháng 8, mai là 20 tháng 8, không biết là trời có mưa hay không. Hy vọng là trời không mưa. Hy vọng là trời không mưa. Mai Tây Bắc sẽ đi quay chợ phiên, quay về thảo dược. Nếu các bạn nào đăng ký thì các bạn nào sang kênh Hải Bảo Thắng, các bạn nào đăng ký ủng hộ nhé. Đây, chúng ta sẽ đi đi xem mấy bác giao dịch này.
hai con trâu to đứng gần nhau các bạn, rất là nguy hiểm. Ôi trời. Ở đây thì người ta bán thì theo kinh nghiệm, đấy, mua theo kinh nghiệm và bán theo kinh nghiệm các bạn. Xe đang đóng này các bạn. Lâu lắm này mình chưa nhìn thấy cảnh người ta đóng trâu lên xe. Hôm nay sẽ quay cho mọi người một tí. Còn về giá cả hôm nay không hỏi nữa các bạn, buổi trưa rồi cũng khá là mệt rồi nên không muốn hỏi nữa. Bởi vì là Tây Bắc live ngày hôm nay là live khoảng gần 2 tiếng đồng hồ. Sau đó là quay tiếp tục những con trâu lẻ, nó rơi vào tầm 4 tập nữa. Đấy, hầu như là mất cả buổi sáng nói liên tục các bạn. Vì thế mà hôm nay không muốn hỏi nhiều nữa. Và trưa rồi nên cũng không nên hỏi nữa. Thường thường là hỏi buổi sáng ấy thì người ta dễ tính, buổi trưa này thôi bỏ qua các bạn. Xe 23C các bạn. 07 098. Đấy, ở đây có một con trâu cảnh quàng, nói chung là sừng đẹp mà con này không. Con này ở video live mình cũng quay rồi nhá, mình không quay lại các bạn, còn quay hình ảnh cho bạn xem thôi. Đấy, các bạn nhận xét. Còn về quay về chi tiết cụ thể thì không quay nữa các bạn, quay quá nhiều rồi. Khu vực nói chung là những con trâu tầm trung rất là nhiều, trâu cặp cũng có, trâu giống cũng có, trâu lẻ cũng có các bạn.
Ở khu vực này vẫn còn khá là nhiều bò nhé các bạn nhé. Đấy. Nói chung là đây là những con trâu còn sót lại đang ế chưa bán được các bạn. Nhưng mà sáng mình quay nhiều quá rồi mình mệt rồi các bạn. Thật sự là rất là mệt. Ở đây có con ngựa này. Đấy, ngựa mùa này ít các bạn. Người ta mang đi chợ ít bởi vì là người ta tốc độ mua bán chậm nên là người ta mang ít. Đấy, đây có một con ngựa to này. Đấy, như như con này thường mấy tháng trước thì nó rơi vào tầm bốn mấy các bạn. 42, 43 đến 45 triệu. Nếu mà ngựa trắng ấy, ngựa bạch ấy thì như to như này nó rơi vào tầm 6 70 triệu cơ. Đấy, đây là toàn bộ khung cảnh ở chợ ngày hôm nay. Đấy, hôm nay mình không báo giá nhé các bạn nhé. Rồi ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy, mình đi quay chia sẻ cho mọi người tí thôi. Chứ không quay nhiều quá. Đây là quán ăn này. Đấy, các bạn chơi lâu. Đấy, các bạn có thể là vào đây để ăn trưa. Đấy, ăn sáng. Gà. Ui, mở chân quá. Ai, chúng ta đã lên tới đây rồi các bạn ơi. Khu vực ở đằng kia là khu vực chợ trâu nha mọi người nhé.